Thưa quý vị, để liên tục chương trình đến bài Sa Đéc, từ khi Đức Thầy khai minh chánh giáo tức tháng 5 năm Kỷ Mão, nơi Kim Sơn Tự lúc nào cũng có mọi người nỗ lực đến để nghe Pháp quy y hoặc nhờ Ngài chỉ bình, thế nên người Pháp lo sợ cho địa vị của họ lung lay. Vì vậy mối bi kịch đã diễn ra nơi thánh địa, chánh quyền Pháp cho mời Ngài rời khỏi Kim Sơn Tự về Châu Đốc, rồi đi Sa Đéc. Trước sự kinh ngạc đau thương lẫn trong sự đau buồn tức tối, người ta tự hỏi Đức Thầy là bậc cứu thế độ nhân, có làm chi nên tội mà họ đành chia áo rẻ bâu, diễn ra cảnh gà con lẻ mẹ. Vậy kính mời quý vị đồng theo dõi bài Sa Đéc mà Đức Thầy đã viết. Kính mời quý vị đồng theo dõi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhìn cuộc thế bộn bề sống dậy, cửa thiền môn còn hỡi khóa thêm, nương xứ xa tạm viết với đèn tỏ tâm sự của người liễu đào. Sách có chữ thâm ân dục bao phần, làm người hiếu thảo nói gương ấy chẳng qua là đạo luân thường, chớ Phật thích lìa quê ngàn dặm. Non tuyết sang ru rừng thăm thầm, đem thân phàm tầm đạo siêu sanh, đến ngày nay còn rạng lấy danh khắp bốn biển, dân lạnh sùng bay. Muốn lập đạo có câu thành bài sự truân chuyên của khách thiện môn, khắp sao châu nức tiếng người đồn ta chịu khổ khổ cho ba tanh. Tiếng gọi đời có cánh tranh, bước gai trong đường đổ sỏi sành, đành tách gót lìa quê hương già. Ta cũng chẳng lấy chi buồn sự thường của bậc siêu nhân, giàu gian lao già sắc chẳng sờn, miệng xanh chúng thông đường dài thốt. Cơn giông tố mệt mầu bụi chẳng nao lòng của đấng từ bi, vậy thiên đình chưa mở hội thi nên lão phải khuyên lưu độ chung. Kẻ ác đức cho rằng lòng lão yêu đương sẽ rồ săn dục chạy bãi bưng, đến khuất giảng tình thương náo nức.
ba tánh chớ nên bực tức. Bởi nạn tai vừa mới dân dương, chốn liên đài bát ngát mùi hương, nhờ chỗ ấy mới thi công đức. Dạy con cả nào đâu than cực, tiếng làm thầy phải nặng đôi vai. Việc khó khăn lắm lúc khổ hài, ấy cũng bởi thầy lại ông Tàu. Ông nhồi quả cho người hành đi đạo, lúc nguy nàng thôi chỉ cũng chăng. Nếu bền lòng dĩ quả cao thăng, chẳng chặt giả bỏ lăng Phật thanh. Chốn Phật đường sáng trao đức hành, phải bền lòng mới rành trần ai. Chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, khó gặp chữ không không mà có. Lúc trồng rẫy rưới nhiều sâu bỏ rồi ngẩn ngơ, bỏ giống mai sâu nấu lọc rành mới biết vàng thao. Ai thật thành ai người già cũng đặng bình an, khuyên bổn đạo đừng than lắm tiên. Tuy xa đường có lời luận biện, bởi bút thần bài luyện khắp ngọc nhờ lao, ngọc mới rạng ngời. Kim mài giữa kim kia mới bên. Người làm khoái như tầm trong mà kén, có muôn tơ bao bọc ấm thân. Sách có câu minh đức ca tăng dân, được thủ trụ quyền khai nhất khiêu. Ta còn thương thương trò liễu điều, chớ cũng mừng được dịp phổ thông. Đắc đạo rồi cứu vớt tổ tông, cũng như Phật xuất gia thuở trước. Các bậc thanh châu lưu nhiều nước, nghèo thầy nhang bầu nước đãi cơm. Tùy cơ hèn mà được danh thơm, hơn phú quý ngồi ôm bà lời. Qua sung sướng rồi quên đi đạo ngời, thì khác chi loài thú đựng săn.
giật hổ lang đâu biết đau hằn, chỉ có biết ngủ ăn ăn ngủ. Khi đói mồi mắt mày xui xù chạy qua vào giật nhỏ đặng ăn, đến chết thay đầy lũ rồi lăn bu nút thịt của loài bao ác. Đạo mà biết mùi thơm bát ca ngát rứt bụi trần mặn lạc thay chữ Nam Mô Trì Giải Giữ Chay, chay được tánh chay tâm mời quy. Trong đạo Phật quá nên quyền bí, chỗ tâm thần có gì nơi thân. Muốn cho nên khuya sớm chuyên cần, lòng chí nguyện sở cầu Phật thanh. Đốt thiền lâm hướng đông chói anh, giấc hồn người vượt khỏi sông mê. Dầu cho nay xa cách sở tài, sao thầy tớ gặp nhau Phật cảnh. Đồng bay về cực lạc một mớ đàn, thầy thăng thầy hết phải gian nan, đâu có chịu mang câu nhạo bán. Nói thì nói chờ ngày thấp thoáng, dòm im trời thì cứ ra tay. Quyết dèo thoảng đến chốn bồng lai, mới ngơi nghỉ tâm thân của lão. Lúc tam tạng Tây Phương quyết đau bị loài yêu làm bao lắm phen, đức từ bị phải lộ trắng đen, lôi âm từ cũng đi đến chôn. Đi dọc đường yêu tinh làm hồn thấy đường tăng thơm thịt muốn ăn. Nhờ môn đồ bạc giải sa tăng, với đại thánh tề thiên cứu giấc. Lòng sao chữ nhớ không có ngớt, thì nạn tai cũng thoát như không. Khó tìm cho gặp chủ nhân ông, còn ẩn lánh nơi dòng sanh chung. Ai mê tâm nghe qua không phùng, ra suy tầm đặng mở tánh linh. Lòng ngỡ rồi chẳng đời nhiều kênh, thì cũng thấy bổn lai diện một. Lần thứ chót gọi là
cho bốn đạo rõ lòng. Chừng ông trên ban được lục thông, thầy mới được Tây Đông du thuyết. Thấu cho được con lòng ác ca nghiệp, thì khắp nơi mới biết mến yêu. Chúng sanh nên tầm quạt chữa hòa diệm nơi tâm cho tất. Thầy đạo hành ngày kia mới ở đất, chớ chữa hờn đưa giữ ít chi. Phận tu hành tại giác mặt lì, chịu cay của người sáng sớm. Lòng sâu riêng hãy nên nguôi bớt, đừng thở than bận đến lòng ta, để cho thầy đi vào ta bà đặng dạy kẻ đường xa chưa rõ. Nay rừng bụi có người mở ngõ, thì nói theo dấu thỏ đàn dê. Dục gió cu nhiều nỗi thảm thế, dạy sanh chung cho rồi mới rành. Cùng hiếm kẻ nghinh ngang cường ngành, ôi kể sao cho hết thói đời. Mãi say xưa theo cuộc vui chơi, nên kiếp kiếp đời đời lên xuống. Xuôi tiên thanh đổ ra cuồn cuộn, tràn xuống lòng gieo giống mới ở nên. Kẻ vô tình chẳng có chí bền, phải xa ngã theo nơi mộng ảo. Giấc mộng vàng đắng truyền đại đạo, cảnh vô sanh lòng bao ma mê. Mùa nước tràn ngập cả điền đê, đến nước hạ đồng phố cỏ cháy. Cuộc gian nan năm qua đã thấy, luận việc đời cùng khúc lớn rồng. Khi vậy thì tràn cả bờ sông, lúc khô hạn đi đồng khao khát. Biết làm sao lên lưng đi bạch hạt, bãi cả trời tỏ ý tự bi. Khắp thế gian con thảo phục quỳ, chầu trước bệ cha hiền ngọc đây. Gặm dinh nhục sanh trong thế hệ, tuồng xưa kia sắp ghi đặt đã lâu. Phải chuyển xây trái đất một bầu, đặng lừa lọc con tiếng cháu phờ.
Phật. Gặp một nơi sửa sang tim, tất sự phân người cùng giấc thượng phong. Cho dương trần cho luật thiên công, có địa ngục thiên đường hay chăng? Các chúng sanh nghe rồi im đi lặng, suy cho tường rồi sẽ biện minh. Cơn vui tay từ ta thiên đình, cho phép lão tố trần đổi lè. Lời thầy giải thật là căn nghi, kẻ bao nhiêu tình bác ai góp ghi tôm. Trong ba gia tìm đạo quá mòm, thôi giả thế ước mong đời thanh. Nam mô A Di Đà Phật.